Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 7 tháng 6 của abc với những tin tức nổi bật sau. Nghi ngờ Trung Quốc đánh bắt trái phép ở vùng biển cách xa hàng vạn dặm. Quan chức Mỹ và 10 nước khác kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh. Ngoại trưởng Mỹ sẽ điều tra đến cùng bắt Trung Quốc chịu trách nhiệm nguồn gốc Covid-19. Chuyên gia Ấn Độ hé lộ manh mối cho thấy virus xuất phát từ phòng thí nghiệm. Người dân Ấn Độ lo sợ khi sông hàng đổi màu. Máy bay chở phó tổng thống Mỹ hạ cánh khẩn cấp vì lỗi kỹ thuật. Tất cả sẽ được cập nhật nhanh trong bản tin ngay sau đây. hàng trăm con tàu mà phần lớn là của Trung Quốc suốt 3 năm gần đây đã liên tục ẩn nấp mai phục trên các vùng biển của Argentina. Báo sao China Morning Post dẫn nguồn một tổ chức môi trường của Mỹ cho rằng có thể Trung Quốc đang đánh bắt trái phép ở vùng biển cách quê nhà khoảng 19.000 cây số, lý do vì Argentina sở hữu ngư trường dồi dào và phong phú hàng đầu thế giới. Cụ thể, tổ chức giám sát hàng hải Oceana cho biết, hơn một nửa số tàu đánh bắt gần Argentina đã tắt thiết bị định vị, ẩn giấu các hoạt động của họ, và đội tàu Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm cho 66% các hành động mờ ám này. Trong số 800 tàu lần vần ở vùng biển Argentina, 400 tàu là của Trung Quốc, và chúng đã có hơn 900.000 giờ bắt cá trong bán kính 20 hải lý thuộc vùng biển Argentina từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 4 năm 2021. Hơn nửa đội tàu hàng trăm chiếc của Trung Quốc đã có hơn 6.200 lần tất tín hiệu, với mỗi lần ẩn thân của chúng kéo dài ít nhất là 24 tiếng đồng hồ. Paul Lauer, phó chủ tịch chương trình Oceana của Mỹ cho biết, nếu đến bắt hợp pháp trên biển thì không có lý do gì để che giấu hành động của mình. Tại sao họ lại tắt thiết bị định vị nếu cư xử hợp pháp kia chứ? Họ nên bật thiết bị AIS để dư luận quốc tế biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ngược lại, các tàu Trung Quốc liên tục biến mất khi đến gần vùng biển của Argentina, cho thấy chúng đang đánh bắt trái phép, cướp bóc tài nguyên. Báo Sao China Morning Post nhận định, đội tàu Trung Quốc có thể đã vi phạm luật pháp quốc tế khi đánh bắt xung quanh Argentina, đất nước sở hữu sản lượng mực ống cao thứ nhì thế giới, chiếm khoảng 50% sản lượng toàn cầu. Các tàu Trung Quốc đang ngày càng xuất hiện dày đặc ở vùng biển của quốc gia Nam Mỹ như Argentina và Ecuador, bất chấp luật lệ, làn sóng phản đối của dư luận quốc tế. Năm 2016, hải cảnh Argentina đã đánh chìm một con tàu Trung Quốc sau khi phát hiện nó đánh bắt trái phép và cố gắng tháo chạy khỏi hiện trường. Một nhóm lớn chính trị gia khắp châu Âu và Bắc Mỹ bắt đầu có hành động pháp lý chung từ hôm nay ngày 7 tháng 6, kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Theo báo South China Morning Post, chiến dịch kêu gọi tẩy chai đang trải dài ở 11 quốc gia và các quốc hội, trong đó các chính trị gia kêu gọi chính phủ, nguyên thủ quốc gia và các quan chức tân cử hãy từ chối lời mời tham dự Thế vận hội Bắc Kinh. Nguyên nhân là để lên án các hành động vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính phủ Trung Quốc. Ở Mỹ, biện pháp tẩy chai Thế vận hội nhận được sự ủng hộ của nghị sĩ Gregory Mix, chủ tịch Ủy ban đối ngoại của Hạ viện. Ông Miss kêu gọi Ủy ban Olympic quốc tế cần phải tìm kiếm khẩn cấp một địa điểm khác để tổ chức Thế vận hội mùa đông, bởi vì chính phủ hiện giữ quyền đăng cai đang thực hiện các tội ác chống lại loài người. Trong khi đó, tại Quốc hội châu Âu, 10 thành viên đã chất vấn Hội đồng châu Âu về việc EU có nên cử đại biểu tham dự Thế vận hội Bắc Kinh hay không. Ngoài ra, một số nhà lập pháp cho rằng, khuyến nghị các nhà tài trợ châu Âu nên cân nhắc trước khi đổ tiền cho sự kiện thể thao Bắc Kinh. Đây không phải là lần đầu tiên phương Tây kêu gọi tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh liên quan đến các vấn đề nhân quyền. Hồi tháng 5, một làn sóng tương tự bùng phát và Trung Quốc đã phản ứng gay gắt. Người phát ngôn cho Bộ Ngoại giao nước này Triệu Lập Kiên tuyên bố rằng Trung Quốc thất vọng và bác bỏ bất kỳ nỗ lực nào từ một số người Mỹ muốn ném bùng vào Trung Quốc và phá hoại công tác chuẩn bị Thế vận hội Bắc Kinh bằng cách sử dụng chiêu bài nhân quyền dựa trên định kiến. Những người này chỉ nghe các lời nói dối vô liêm sỉ và thông tin sai lệch. Trò hề gian dựng kiểu Mỹ sẽ không được ai ủng hộ và cầm chắc thất bại mà thôi. Tuy nhiên, trên thực tế, lời kêu gọi tẩy chay theo phần hội Bắc Kinh đang nhận được sự ủng hộ ngày càng lớn của các nước phương Tây, Mỹ, Úc và Liên Hợp Quốc. Tin rằng Trung Quốc đang giam giữ cưỡng ép ít nhất là 1 triệu người duy ngô nhĩ ở Tân Cương, một cáo buộc mà Bắc Kinh ra sức bác bỏ, nhưng cũng từng từ chối một ủy ban độc lập của Liên Hợp Quốc đến điều tra. Trong một vấn đề gây tranh cãi khác của hai siêu cường Mỹ-Trung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Chính quyền Tổng thống Biden quyết tâm điều tra đến gốc rễ về khởi nguồn của COVID-19, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chịu trách nhiệm cho việc này. Ông Blinken nói trên đài HBO, lý do quan trọng nhất để chúng ta điều tra tận cùng vấn đề này là nhằm ngăn chặn đại dịch tiếp theo hoặc ít nhất là giảm thiểu tác động của nó. Ngoại trưởng Blinken cho biết, Trung Quốc vẫn không có sự minh bạch mà chúng ta cần, chẳng hạn như không tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia và nhà điều tra quốc tế. Họ cũng từ chối chia sẻ thông tin theo thời gian thực. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, nếu Trung Quốc có tinh thần trách nhiệm cao, họ sẽ làm mọi điều có thể để cung cấp thông tin với hy vọng nhân loại có thể tránh được đại dịch tiếp theo. Trong một vấn đề khác, ngoại trưởng Blinken lưu ý các công ty Mỹ khi kinh doanh tại Trung Quốc nên tuyệt đối tránh viện trợ tiếp tay cho Bắc Kinh. Ông Blinken cho rằng, Trung Quốc có năng lực mạnh mẽ trong việc sử dụng công nghệ giám sát để áp bức người dân trong nước cũng như xuất khẩu loại công nghệ đó cho các chính phủ độc tài. Hôm thứ Sáu tuần trước, Tổng thống Joe Biden đã bổ sung vào danh sách đen hàng loạt công ty Trung Quốc mà các nhà đầu tư Mỹ không được phép rót vốn vì những công ty này có liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc. Cũng liên quan đến nguồn gốc COVID-19, hai nhà khoa học Rahul và Monali ở thành phố Pune, Ấn Độ đã liên tục thực hiện chiến dịch online từ tháng 3 năm ngoái để truy tìm xuất phát điểm của virus SARS-CoV-2. Mới đây, hai nhà khoa học nói với tạp chí The Quick của Ấn Độ rằng họ nhận thấy SARS-CoV-2 và một loại virus corona khác được gọi là RATG13 có mối liên hệ với nhau. Hơn nữa, virus RATG13 từng được tìm thấy trong một mỏ khoáng sản ở huyện Mạc Giang, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, sau đó đưa về Viện Virus học Vũ Hán để nghiên cứu. Được biết mỏ khoáng ở tỉnh Vân Nam có rất nhiều dơi, địa phương đã thuê 6 thợ mỏ xuống làm sạch chất thải của dơi và sau đó 6 người này đều mắc bệnh viêm phổi. Hai nhà khoa học Ấn Độ bác bỏ giả thuyết COVID-19 bùng phát là do virus truyền từ động vật sang người. Theo đó, nhóm chuyên gia này, cấu trúc của SARS-CoV-2 cho thấy nó sẵn sàng tấn công và lây nhiễm cho cơ thể người, nghĩa là nó dường như là sản phẩm của phòng thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu của hai nhà khoa học người Ấn đã phát hành trên tạp chí khoa học nổi tiếng Nature, đồng thời họ kêu gọi WHO điều tra sâu hơn về giả thuyết virus sống chuồng từ phòng thí nghiệm. Trong khi đó, các cơ quan tình báo của Mỹ, Anh và nhiều người khác cũng đang âm thầm mở những cuộc điều tra độc lập về loại virus nguy hiểm gây ra đại dịch toàn cầu. Sau khi được Mỹ hỗ trợ 750.000 liều vaccine ngừa COVID-19, cơ quan ngoại giao Đài Loan, viết tắt là MOFA, bày tỏ sự trân trọng, nói rằng hành động này gửi đi thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ về sự ủng hộ của Washington dành cho Đài Bắc. Lô hàng vaccine đã được ba thượng nghị sĩ chuyển đến Đài Loan vào sáng Chủ nhật vừa qua. Thượng nghị sĩ Tommy Duckworth khi đáp xuống sân bay Tùng Sơn của hòn đảo đã nói, Mỹ rất xem trọng việc Đài Loan là một trong những bên đầu tiên được hỗ trợ vaccine, bởi vì chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp bách của các bạn, cũng như trân trọng quan hệ đối tác của chúng ta. Trong một thông báo, MOFA cho biết, Đài Loan là bên đầu tiên được Mỹ chính thức hỗ trợ vaccine, nằm trong chương trình hơn 80 triệu liều vaccine được Mỹ viện trợ cho nhiều quốc gia từ nay đến hết tháng 6. Trong khi đó, Trung Quốc không khỏi tức giận khi Đài Loan từ chối vaccine của họ, nhưng lại tiếp nhận vaccine của Nhật Bản và Hoa Kỳ. Hôm thứ Sáu vừa qua, người phát ngôn Uông Vân Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng, đảng dân tiến lãnh đạo Đài Loan đã tìm mọi cách ngăn cản nguồn viện trợ vaccine từ Đại lục. Tôi nhấn mạnh là viện trợ vaccine cần phải quay lại mục đích ban đầu là cứu lấy những sinh mạng, chứ không phải là công cụ phục vụ mục đích chính trị ích kỷ. Sông Hằng được xem là linh thiêng bậc nhất Ấn Độ và có hàng ngàn người tắm trên dòng sông mỗi ngày. Theo số liệu của chính phủ, có khoảng 4.500 ngôi làng gắn bó bên bờ sông Hằng, trải dài khắp nhiều tiểu bang của Ấn Độ. Thế nhưng, nhiều khúc sông Hằng gần đây đã chuyển xanh nhạt ở bang Uttar Pradesh, người dân hoang mang lo sợ. Theo người dân địa phương, con sông đã từng chuyển màu xanh nhạt trong mùa mưa, do rêu và địa y từ các ao hồ đổ vào nhiều. Nhưng lần này, sự thay đổi màu sắc diễn ra rộng khắp và đáng lo ngại hơn. Nhiều khúc sông bốc mùi hôi và nhiều người cảm thấy khó chịu và sợ hãi. Trích lời cư dân Murdes ở thành phố Varanasi cho biết Vibunvast cũng là một trong nhiều người dân địa phương nói rằng hầu hết mọi người không thể ngâm mình trong dòng sông thiên và sử dụng nguồn nước cho các mục đích sinh hoạt khác trong khi đó các chuyên gia tin rằng màu xanh lục của dòng sông có thể là do tảo micro gây ra các nhà chức trách bang Uttar Pradesh cũng đang theo dõi tình hình chặt chẽ và nói rằng không có gì đáng lo ngại vào lúc này một quan chức địa phương cho biết trên đài Sputnik rằng loại tảo làm biến đổi màu sắc sông Hằng không xuất hiện ngay ở Varanasi mà đến từ thượng nguồn. Chúng tôi đang theo dõi tình hình cũng đã kiểm tra mức độ oxy hòa tan của dòng sông và các thông số khác, tất cả đều bình thường. Trước những biến đổi bất thường của sông Hằng nhiều năm qua, chính quyền Thủ tướng Narendra Modi đã phát động một chương trình làm sạch dòng sông Linh Thiên vào năm 2015. Với mục tiêu là giảm thiểu ô nhiễm, bảo tồn sông Hằng một cách hiệu quả hơn, chính phủ đã phân bổ ngân sách hơn 2,7 tỷ đô la cho mục đích này. Máy bay chở phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã cất cánh lần thứ hai từ căn cứ không quân Andrew hôm 6 tháng 6. Trước đó, một sự cố kỹ thuật khiến cho máy bay phải quay đầu sau một giờ khởi hành. Bà Harris đã chuyển sang một máy bay khác để tiếp tục bay đến Trung Mỹ. Không quân Hoa Kỳ không nói rõ nguyên nhân sự cố, chỉ cho biết máy bay không gặp vấn đề gì nghiêm trọng bà Harris đã lên đường đến Guatemala, điểm dừng thứ nhất trên hành trình công du đầu tiên, kéo dài 3 ngày ở cương vị phó tổng thống. Chuyến đi sẽ tập trung thảo luận về các chủ đề nhập cư, phát triển kinh tế, khí hậu, an ninh lương thực và quyền phụ nữ. Sau khi thăm Guatemala, bà Harris sẽ bay đến Mexico vào ngày 8 tháng 6. Ít nhất là 10 người thiệt mạng do mưa lớn kéo dài và sạt lở ở Sri Lanka. Ngoài ra, có khoảng 15.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp. Quân đội đang phát thức ăn cho những người mất nhà cửa. Thuyền cứu trợ của hải quân cũng tham gia tìm kiếm và di tản người dân vùng thảm họa. Khu vực miền Tây và Nam Sri Lanka đã ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt mưa lớn kéo dài suốt 72 giờ đồng hồ vừa qua. Nước sông dâng cao đã gây lũ và đe dọa các vùng hạ du. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FNC.